Chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần, Trà My xin kính chào quý khán thính giả và xin kính chào bác sĩ Ngô Bá Định từ California tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mến chào chị Trà My và xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đón theo dõi chương trình tối thứ tư mỗi tuần của chúng tôi. Chủ đề chính của ngày hôm nay là hiệu quả của mũi vaccine thứ ba chống COVID. Hiệu quả tới đâu, bảo vệ an toàn ra làm sao, mời quý vị cùng tìm hiểu. Trong lúc mà ở Mỹ đã bắt đầu chấp thuận cho mũi vaccine đầu tiên nơi trẻ con từ 5 tới 11 tuổi, thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị những cái thông tin khoa học mà giới chuyên môn đã nghiên cứu về cái tính hiệu nghiệm của vaccine đối với trẻ em từ 5 tới 11 tuổi, những lợi và hại như thế nào, phản ứng phụ có hay không, nghiêm trọng tới mức nào, để giải đáp những cái băn khoăn của quý phụ huynh khắp nơi khi mà cho con trẻ đi chích ngừa. Ở Mỹ ngày hôm nay là đã bắt đầu triển khai mũi vaccine đầu tiên cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi, thưa quý vị, ngày 3 tháng 11. Và với cái sự chấp thuận cuối cùng của CDC, tức là Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, sau khi FDA là cơ quan quản lý thực phẩm dược phẩm Mỹ đồng ý. Và bây giờ thì ngoài nước Mỹ thì cũng có nhiều nơi trên thế giới đã bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em, trong đó có Việt Nam. Thì quý vị có những thắc mắc liên quan tới vaccine cho trẻ em, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu và giải đáp trong chương trình này với bác sĩ Định. Ngoài ra thì cũng có những cái nghiên cứu liên quan tới cái việc là vaccine mRNA và vaccine theo virus vector. Hai loại vaccine này, loại nào hiệu quả mạnh hơn, loại nào hiệu quả lâu bền hơn? Họ đã có những cái cuộc nghiên cứu cho thấy cái sức mạnh của từng loại vaccine và cái độ lâu bền, về lâu về dài của từng loại vaccine. Mời quý vị theo dõi, cũng như là chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin về việc là những cái mũi vaccine này đối với từng lứa tuổi nó phai nhạt như thế nào, thì phải tiêm tăng cường như thế nào trong tương lai gần hoặc là trong tương lai xa, thì quý vị có thể nhìn thấy là cái vaccine ngừa COVID này nó có thể bảo vệ cho quý vị trước những loại virus corona khác nữa như thế nào. Dạ, trước tiên xin mở đầu với cái hiệu nghiệm của mũi vaccine thứ ba. Thưa bác sĩ Định, trong lúc này đây ở Mỹ đã tiến hành tiêm chủng mũi vaccine thứ ba cho những người trên 65, người già có bệnh nền, những người có vấn đề về sức khỏe, những người có nguy cơ cao, phơi nhiễm nhiều. Thì trong tương lai gần thôi thì tất cả những người còn lại cũng sẽ tiến tới cái mũi vaccine thứ ba này theo dự đoán của giới chuyên môn, trước cái sự biến thể của COVID không ngừng và trước cái sự giảm sức mai một của vaccine bảo vệ. Thì câu hỏi của đại phần đông dân chúng lúc này là cái mũi vaccine thứ ba cho tới thời điểm này cái độ an toàn như thế nào, cái hiệu quả bảo vệ ra sao, hiệu nghiệm tới đâu, xin bác sĩ Định cho lời giải đáp. Và theo cái nghiên cứu mà rất là rộng lớn và bề thế ở bên Do Thái Israel đó chị, thì họ có khoảng 728.321 người chích mũi thứ ba và 728.321 người không có chích. Thì họ theo dõi sau đó 5 tháng sau đó, thì trong cái khoảng thời gian mà từ tháng 6 tháng 7 đến tháng 9 ở bên Do Thái đó, thì cái thời gian lúc mà Delta virus đang hoành hành ở cao điểm đó, thì họ thấy rằng những người mà chích mũi thứ ba đó, cái khả năng mà không có bị nạn vô nhà thương đó là ngăn ngừa được 93%, mà những người mà bị nạn trong nhà thương mà bị nạn có thể lên máy thở hoặc là dùng oxygen cao đó là ngừa được 91%, và cho ngăn ngừa được cái độ người chết là 81%, là ngừa được tử vong. Và thì những con số đó quá đẹp đi, thì mà người ta tính sau khi cái mũi thứ ba đó, sau đó một tuần trở đi là bắt đầu người ta theo dõi, thì theo dõi sau nhiều tháng người ta thấy như vậy, thì cái kết luận là như thế này, là cái mũi thứ ba nó không phải là cái mũi bonus hay booster, là cái mũi mà tính cách là cầu ngưỡng thêm cho nó đề phòng nô, mà nó phải nói là cái mũi thật sự chúng ta cần. Tại vì Delta, nếu mà chúng ta không có mũi thứ ba, chúng ta sẽ chết hay là bị nhập viện vì cái Delta virus hay là biến thể trong tương lai nhiều lắm. Thì người ta thấy khi mà chích cái mũi thứ ba vô đó, thì cái lượng mà antibody đó nó tăng lên vô cùng nhiều, rồi nhiều kháng thể và kháng thể rất là nhiều, thì nó hơn là nếu mà người ta nói Moderna là nhiều nhất, sau đến Pfizer, kế đến là Johnson & Johnson. Nhưng mà điều chúng ta nên lưu ý rằng khi mà chúng ta chích Johnson Johnson đó, thì cái hiệu năng nó khoảng có 73.6% thôi. Nhưng cái vấn đề này sau 6 tháng, rồi người ta đo 8 tháng, thì người ta thấy cái lượng kháng thể về cái khả năng mà
phòng chống cái con virus đó, nó không có bị suy giảm đi như là Pfizer lại với lại Moderna. À, cái anh chàng Pfizer Moderna như chạy nước rút vậy là thưa quý thính giả. Pfizer Moderna ban đầu họ chạy rất là nhanh, mạnh, cái phản ứng là robust, cái số lượng kháng thể lên rất là nhiều, lên tới các mười mấy chục lần ạ, 78 lần rồi tôi nhớ là 39 lần. Do lại J&J chỉ có 5 lần thôi. Nhưng mà sau 6 tháng đến 10 tháng, 6 tháng đến 8 tháng đó, thì cái J&J nó vẫn hùng dũng, nó vẫn vẫn ở cái mức độ bảo vệ, hiệu năng nó tốt là bảy mấy phần trăm, nó vẫn không thay đổi nhiều. Nhưng mà cái anh chàng Pfizer Moderna nó chạy được nhiều lúc đầu, nhưng mà cái khúc cuối cùng nó bị đuối mệt. Trên 6 tháng đến 8 tháng nó còn giảm xuống ít đi so với lại thằng Moderna. Bởi vậy cho nên người ta nói rằng cái chích cái mũi booster đó thì nên chích Pfizer Moderna cho những người chích J&J Johnson. Nhưng mà đối với các trẻ em mà từ 10 15 đến 39 đó thì một số người họ muốn họ đã chích Pfizer Moderna rồi nha. Mà trẻ em đó, từ 15 đến 39 họ booster bằng cái mũi Johnson. Tại vì họ sợ cái mũi mà Pfizer Johnson, nhất là bên châu Âu, người ta thấy là các trẻ em từ 15 đến 39 cái khả năng nó bị viêm cái thị tim Cơ đó, tim, viêm cơ tim đó, nó là myocarditis, nó nhiều hơn. Ở Moderna đó, từ 18 đến 39 tuổi đó, cái khả năng mà bị viêm cơ tim đó nó gấp 30 37 lần à. Mà Pfizer đó mà từ 12 đến 39 tuổi đó, tại vì Pfizer chích trẻ hơn mà, tức là 12 tuổi, Moderna 15 tuổi. Cho cái nghiên cứu ta thấy là cái khả năng mà viêm cơ tim mới tăng lên tới 19 lần à. Nhưng mà cái con số 19 ba mấy nghe thấy ghê, nhưng mà cái con số tuyệt đối đó nó không có bao nhiêu so với bao nhiêu trăm triệu, bao nhiêu trăm triệu trẻ em trên thế giới, chứ cái số các em bị nó không có bao nhiêu hết, mà bị cũng bị nhẹ thôi à, nó không có tử vong. Cho nên tôi không thấy có một số tử vong mà tôi đọc ở đây mà tôi thấy. Mà nên nhớ rằng trên thế giới bình thường không có chết người gì hết, cứ 100.000 người chúng ta có 11 đến 20 người đã bị viêm cơ tim mỗi năm rồi, đã nói trong các trẻ em đó. Cho nên nó có tăng lên nhưng mà cái số tuyệt đối không có bao nhiêu hết. Bởi vậy người ta khuyên là nếu quý vị có các con em mà CDC, FDA đã chấp thuận rồi đó thì nên đưa các em đi chích càng sớm càng tốt. Dạ, cảm ơn Có bác một sĩ nhưng Định. mà nhắn một điều là ở bên Bắc Âu đó có một dạo vì cái đó nó nổi lên mới mà cho nên các phụ huynh sợ quá. Trên các nước Bắc Âu đó họ nói là các trẻ em mà dưới 30 tuổi đó họ họ không có cho chích Pfizer Moderna. Tại vì thấy Pfizer Moderna bị viêm cơ tim nhiều. Dạ, Họ mình chích đang nói cái tới phản ứng phụ đó. của các loại vaccine đối với các độ tuổi khác nhau. Dạ, vừa rồi thì chúng tôi cũng có giới thiệu với quý vị là có những cái cuộc nghiên cứu cho thấy là về đường về về cái gọi là chiều dài đường xa đó, thì những cái loại mà vaccine theo cơ chế bào chế là virus vector thì tỏ ra là có cái một cái sự sức dai sức bền bảo vệ lâu hơn so với những cái vaccine mà theo cơ chế bào chế là mRNA. mRNA tức là Pfizer và Moderna, và virus vector tức là của Astra hoặc là Johnson & Johnson mà bác sĩ Định gọi tắt là J&J. Thì một lát nữa mình sẽ tìm hiểu kỹ với cái sự so sánh giữa hai cái loại vaccine này. Như bác sĩ Định cũng vừa cho chúng ta biết là về đường xa đó, thì là virus vector theo cái dạng mà bào chế vaccine theo kiểu mà virus vector thì nó sẽ dài hơn, nó bảo vệ lâu hơn. Nhưng mà chọn những độ tuổi nào và có những cái trường hợp nào mà gọi là nó phản ứng phụ hay là nó chống chỉ định với những cái sự nghiên cứu này không? Dạ, mình sẽ tìm hiểu sau. Nhưng mà trở lại với mũi vaccine thứ ba, thưa bác sĩ Định, là đã thấy cái cuộc nghiên cứu trên Mỹ trong mấy chục ngàn người, tức là một số lượng rất là quy mô rất là lớn ở Israel, là nước đầu tiên mà tiêm chủng đại trà cho dân số cái mũi vaccine thứ ba. Ngay cả Mỹ đây còn chưa có tiêm cái mũi vaccine thứ ba cho dân số đại trà mà chỉ cho những người đối tượng nguy cơ cao thôi. Nhưng riêng Israel đi đầu trong vấn đề này. Và khi mà họ đi đầu thì họ cũng nghiên cứu, họ quan sát và họ đưa ra những cái kết quả. Và những cái kết quả đó chia sẻ với giới y tế khắp nơi, trong đó có Mỹ. Thì cái cuộc nghiên cứu ở Israel cho thấy là trên 700 mấy chục ngàn người tiêm mũi thứ ba so với 700 mấy chục ngàn người không tiêm mũi thứ ba. Thì cái tỷ lệ bảo vệ từ nhập viện cho tới bệnh nặng cho tới tử vong đều trên 90%.
đối với cái mũi vaccine thứ ba này. Còn những người mà không có cái mũi vaccine thứ ba thì có, mình suy ngược lại thì có những cái nguy cơ cao như vậy. Cho nên là bên Israel họ khuyến khích là nên tiêm mũi vaccine thứ ba cho mọi lứa tuổi, kể cả tuổi trẻ từ 14 trở lên rồi. À, dưới 14 thì họ chưa tiêm cái mũi vaccine thứ ba thôi, nhưng mà 14 tuổi trở lên là họ đã tiêm rồi. Thì cho thấy cái sự hiệu quả như vậy. Nhưng mà thưa bác sĩ Định, ngoài trừ Israel là nước đầu tiên đi đầu ở cái mũi vaccine thứ ba đó, những cái cuộc nghiên cứu ở Mỹ hay là giới khoa học họ đã nói gì, nghe gì và ghi nhận gì về cái tính hiệu quả của mũi vaccine thứ ba khác hơn, có cái nào đi ngược lại với cuộc nghiên cứu ở Israel cho tới thời điểm này hay chưa? Cho đến giờ này không có nghiên cứu mà nó đi ngược lại cái cuộc nghiên cứu mà gọi là cái tên là Quyết Lát gì đó, tôi nhớ không lầm. Mà bên nghiên cứu bên Israel đó, nó có sự hợp tác lại Đại học Harvard, gọi là Chan Public School, là cái trường mà y khoa cộng đồng mà sừng sổ mà bề thế, mà rất là nhiều người đạt giải Nobel về y khoa đó, thưa chị. Vâng, thì gọi là Chan Public Health của Đại học Harvard, là họ đang sát cánh để mà cùng nghiên cứu lại Israel. Cho nên Israel họ cũng khôn lắm, họ không chỉ làm việc riêng lẻ một mình ở nước họ đâu, mà họ kéo một cái trường đại học, mà nhất là public school, public health ở UCSF và Harvard, là hai cái trường mà là nổi tiếng nhất nhì trên thế giới. Thì họ thì chúng ta mà cái peer review cho cùng nghiên cứu đó là peer review extensively, tức là rất ư là nhiều các nhà chuyên gia về dịch tễ học và giới chuyên là môn họ phối kiểm chéo. Vâng, họ phối kiểm với nhau đó, thì gọi là peer review đó. Vâng, thì nó đã được 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 đồng thuận. Chứ mà cũng không thấy cái nghiên cứu nào bên Mỹ là đi ngược cái điều đó. Bên Mỹ cái nghiên cứu mà mũi thứ ba đó, cái số lượng người không có bề thế là 728.321 người, như bên Israel tôi nhớ không làm chỉ có trên dưới 5.000 người thôi, nhưng mà họ thấy cái kết quả nó tương tự như vậy thôi. Nên nhớ cái sự mà ngăn ngừa tử vong bên Israel chỉ có 81% thôi chị Trà My, chứ không có trên 90%, nhưng mà ngăn ngừa vô nhà thương là 93%, và ngăn ngừa mà lên máy thở là bị oxygen, dùng oxygen nhiều là 91%, nhưng mà ngăn ngừa tử vong chỉ có 88%. Với những cái chỉ số như vậy và với những cái đối tác mà cùng tham gia trong cái cuộc nghiên cứu này thì mình cũng đủ thấy là cái cuộc nghiên cứu này bề thế, uy tín và đáng tin, vì nó có những cái cơ quan mà nó gọi là có uy tín trên thế giới cùng tham gia thực hiện và đã được phối kiểm chéo bởi nhiều nhà dịch tễ học, nhiều giới chuyên môn trên khắp nơi trên thế giới. Như vậy thì chúng ta cũng thấy trước là về xa đường dài chắc chắn là sẽ có cái viễn ảnh là tất cả mọi người, mọi thành phần trong dân chúng phải tiến tới lấy cái mũi tiêm thứ ba, chứ không chỉ là những người có nguy cơ cao như chúng tôi nhắc tới lúc này ở Mỹ. Thì bây giờ để tiến tới cái mũi vaccine thứ ba đó thì chắc chắn không có ít những người lo ngại, là vì vaccine này còn mới quá, mới có một năm từ đại dịch tới giờ. Cái mũi đầu tiên chắc chắn là cũng ai có thể chích sớm hơn tháng 12 năm ngoái cả, tức là từ tháng 12 năm 2020 cho tới nay chưa tròn một năm, mà bây giờ chích dồn dập hai mũi rồi, bây giờ ba mũi nữa, thì liệu chăng trong đường dài có thể có những cái phản ứng phụ nào mà mình có thể mình lường trước được, hoặc mình có thể nghi ngờ không? Tại vì có những cái trường hợp là trước mắt không thấy, 1-2 năm không thấy, nhưng mà 10 năm, 20 năm sau thì có thể có những cái trường hợp đó xảy ra hay không? Thì xin hỏi giới chuyên môn, với những cái vaccine từ trước tới nay mà loài người đã sử dụng, thì mình thấy vaccine thì phải qua cái năm dài tháng rộng để mà thử nghiệm vân vân. Nhưng mà với vaccine của COVID này đó thì nó nhanh chóng, nó khẩn trương, nó tốc hành tới mức thần tốc, là vì cái đại dịch nó hoành hành quá dữ. Cho nên nhiều người nghi ngại là cũng có lý do chính đáng chứ phải không? Thưa bác sĩ, đã có trường hợp nào trong quá khứ cho thấy là một cái loại vaccine sau một thời gian sử dụng nó lại xảy ra những điều không ưng ý, hay là những cái phản ứng phụ mà sau này mới thấy mà lúc đó không thấy được hay chăng? Có một số nghiên cứu mà họ nói rằng một số vaccine nó gây ra bệnh tự kỷ đó chị, autism, nhưng mà nó không có những kết luận mà nó có tính cách mà kiên quyết khẳng định. Cho nên bản thân tôi không có tin vào những điều đó, nhưng mà rất là nhiều người ngoài kia vẫn tin là cái vaccine đó nó đưa đến cái bệnh tự kỷ. Có nhiều bệnh nhân của tôi đến và nói tôi tin đó bác sĩ, con tôi nó bị đó. Thì cái sự thật cho đến bây giờ mình, tôi nghĩ trong maybe mấy chục năm sau, trăm năm sau, mình sẽ tìm ra cái nguyên cái chân tướng của cái chuyện này. Nhưng mà đến giờ này tôi không thấy một cái nghiên cứu, tôi theo sách vở thôi, thì không có một cái cuộc nghiên cứu
tìm tòi và chuyên sâu, mà nó khẳng định cái điều là các vaccine gây ra những cái biến chứng như là tự kỷ, mà tôi biết được, và cũng không thấy có một cái biến chứng phụ nào mà sau mà lâu dài sau nhiều năm tháng, nhiều năm 10 năm sau xảy ra cho bất cứ một cái vaccine nào mà tôi biết được, cho đến như này tôi cũng không biết. Trung bình để mà có một cái vaccine đó, thưa chị Trà My, khuyên giả thường thường chúng ta phải đợi ít nhất là 4 năm, trong lịch sử vaccine là người thường thường 4 năm, nhưng mà cái vaccine của COVID-19 này là thần tốc kinh khủng như vậy, trong vòng cơ từ 12 đến 10, 16 tháng nào, tại vì nói thật mà chúng ta đợi 4 năm tôi nghĩ không dưới mấy trăm triệu người chết, tại vì nó lây lan theo cấp số nhân mà thế giới chúng ta sẽ bị điêu đứng kinh hoàng luôn. Hiện giờ bây giờ là có khoảng 7 triệu người đã mất rồi, bên Mỹ là cũng có 750 ngàn người chết rồi. Thì có những cái vaccine mà đợi đến 28 năm sau như Varicella, 28 năm sau đó, và trung bình những cái vaccine như sinh với tức là rời leo hay là HPV tức là bệnh virus mà nó gây ra ung thư mà cổ tử cung này, nó cũng là trên dưới từ 15 cho đến 10, là trên dưới 15 năm đó, trung bình những cái thời gian để mà nó tới 7-8 bước, trong trong 7-8 bước đó có 3 bước là cái stage 1, 2, 3. Thì trước cái stage 1, 2, 3 nó có 2 bước, sau đó lại có 2 bước nữa, thì tổng cộng tới 7 bước tất cả. Cho nên tổng cộng để mà cái vaccine mà được nhìn nhận một cách dài lâu, mà tức là cho đến giờ này những vaccine chúng ta đang dùng vẫn còn là EUA nha chị, Emergency đó, chỉ có gần đây là cái Pfizer là cái Moderna đã được chứng nhận là được chấp thuận ra ngoài khỏi cái EUA, thì Emergency Use Authorization. Cho nên để mà được công nhận được dùng một cách là chính thống đó, không phải là emergency, không phải là tạm thời, mà có tính cách mà đánh cược, có tính cách mà có cái những cái risk mà anh phải chịu đó, cái đó thường thường là phải 4 năm. Như bác sĩ nói là thường thường phải mất 4 năm để một vaccine có thể được là Có thông vaccine hành cao ra nhất là đời và được 28 năm mới có, và định. cái Xin flu cảm mist đó chị, cái thuốc xịt vô để mà bị cúm đó là phải 25 năm trời mới có. Và như vậy thì thưa bác sĩ, những người mà họ hoài nghi, họ ngần ngại thì cũng có lý do phải không ạ? Tại vì họ thấy như bác sĩ nói là trung bình phải 4 năm một vaccine mới ra đời mới đủ, gọi là tiêu chuẩn, mới đủ an tâm. Một cái vaccine này, COVID này trên dưới có 1 năm mà, thì họ cũng sợ lo là sau này hậu họa về sau, đường xa đường dài, có những cái biến chứng, có những cái ảnh hưởng mà loài người cho tới lúc này chưa thấy được. Tại vì thử nghiệm chỉ có mới có thời gian kinh qua có 1 năm thì thấy được 1 năm thôi, chứ đâu có thấy được 10 năm hay 20 năm như cái vaccine kia. Thì những cái lo ngại đó dựa trên cơ sở khoa học thì giới chuyên môn lúc này khuyến cáo như thế nào đối với tất cả mọi người giữa cái đại dịch COVID này, về vaccine COVID với cái độ dài chưa có đủ để người ta an tâm như vậy? Dạ, thì cứ khuyến cáo như thế nào, dựa vào những cơ sở nào để mình có thể yên tâm là mình tiêm vaccine COVID lúc này mà không phải lo ngại quá đáng, cũng không phải hồi hộp về sau, về lâu về dài, thưa bác sĩ Định? Cái việc đầu tiên là tôi nói với bệnh nhân mà tôi theo CDC đó, nói là nếu được chích anh nên chích, nếu anh có dịp chích mũi thứ ba anh nên chích mũi thứ ba. Rồi có những người nào mà khi mà chích vaccine này uống thuốc mà nó họ bị dị ứng tứ tung á, mà bị nặng đó, anaphylaxis, tức là có thể nghẹt thở, mặt mày sưng vù lên, có thể phải vô nhà thương để mà đưa ống khí quản vô để mà cứu nguy đó, thì những Sốc người phản đó vệ. phải phải đúng rồi, người người đó thì có phải nói chuyện bác sĩ gia đình của mình, và khi mà chích nên ở cái khu vực nhà thương, một cái urgent care hay là một cái vaccination center mà ngay tại nhà thương đó, rồi đứng đó chờ nửa tiếng, 1 tiếng, có khi 2 tiếng luôn, ngồi đó đi để coi nó phản ứng như thế nào, chứ bất cứ cái gì vô trong người mình nó sẽ có những cái chuyện lạ xảy ra, nhưng mà vấn đề nó không có đáng bằng là cứu mạng mình, mà cứu mạng người thân trong nhà của mình và những người mình làm việc chung với nhau, tại vì có khi mình sẽ là có một số người tự nhiên bị có những cái vết da đấy, chàm da nó lạ lùng, có một số người thì không biết tại Chưa sao phản lại ứng. nhức đầu, chết sợ thật sự chết xong tôi bị nhức đầu bác sĩ ấy. Mà mình không biết là những cái đó nếu mà không chích người đó cũng sẽ bị những cái bệnh đó, hay là tại vì những cái
ngoại chất mà từ vaccine giới thiệu vào trong cơ thể mình mà nó đưa đến cái đó nghĩa không ai biết hết. Chưa có một cái nghiên cứu nào rõ ràng mấy chục ngàn người, 100 ngàn người này chích cái thuốc đó, ở vào lứa tuổi đó, làm công việc đó, trai hay gái đó, hay là có một cái bất cứ một cái đặc tính gì về vấn đề mà cơ thể của người đó mà nó có cùng một cái phản ứng giống giống nhau, thì lúc đó nó mới đưa lên trên nghiên cứu và đưa lên sự công nhận của cộng đồng y khoa thế giới. Cho đến giờ này chưa có một cái, chỉ có một cái mà nghiên cứu năm ngoái mà chúng ta nói, tức là venous sinus thrombosis, tức là huyết khối mà nằm ở trên cái tĩnh mạch não đó, thì cái đó nó cũng không có bao nhiêu, chỉ có mấy chục người à, mà trong khi người ta đã cho khoảng cả mấy trăm triệu đô mỗi thuốc mà chỉ có vài chục người nữa thôi, cái giá trị tuyệt đối nó quá nhỏ đi. Cho nên tóm lại là anh chích được mũi thứ ba anh nên chích, anh nên chích mũi thứ hai càng sớm càng tốt, được chích là chích. Nếu mà anh có bâng khuâng lo lắng, ngồi bàn với người bác sĩ gia đình của mình, cái người bác sĩ mà mình tin tưởng và mình trao cái sức khỏe và nếu không nói là cái tính mạng của mình cho người đó, mình nói chuyện với nó, tại sao không không nói chuyện với người đó chứ? Sau đó mới nghe các bác sĩ mà mình khả tín hay là có uy tín trên những cái đài như VOA hay là những cái các đài BBC hay là CNN hoặc là các đài như ABC, NBC, nhiều những cái đài mà họ đã có cái bề dày uy tín mà họ đã tồn tại cả bao nhiêu trăm năm nay, thì có những người bác sĩ mà chuyên về y khoa cộng đồng mà dịch tễ học hoặc là immunologist là miễn dịch về miễn dịch học và đó, thì mình lắng nghe những người đó thì tôi nghĩ là nên nên chích, không có nên cho gì. Nhất là tóm lại là nghe ý kiến của giới chuyên môn, giới y khoa và những cái nguồn thông tin đáng tin cậy để quyết định cho riêng mình là có nên nhận cái mũi vaccine 1, 2, 3 như thế nào hay không, và nên nhận loại nào. Cái đó là hoàn toàn là cái quyết định của cá nhân. Tuy nhiên, cái quyết định của cá nhân đó nó sẽ bảo vệ sự sống của chính bản thân từng người và cho xã hội nữa. Mà quý vị thấy cho tới lúc này thì giới chuyên môn vẫn đo đạc giữa lợi và hại của cái vaccine á. Thì mặc dù có những cái phản ứng phụ đây đó về huyết khối, về viêm cơ tim đối với loại vaccine này hoặc loại vaccine kia, nhưng mà cái tỷ lệ bị phản ứng phụ đó so với cái tỷ lệ đã nhận, đã được tiêm chủng đó, nó quá nhỏ, mà người ta định nghĩa rằng là những cái trường hợp này là phản ứng phụ hiếm thấy. Định nghĩa là hiếm thấy có nghĩa là nó không có quá lớn để mà đáng lo ngại, mà nó chỉ nằm ở trong một vài những cái trường hợp đơn lẻ, hoặc là những cái trường hợp đó thì được theo dõi thêm, hoặc là được có những cái cách để mà người ta có thể có những cái khuyến cáo riêng cho những trường hợp đó thôi. Còn quý vị ở đại đa số trong cộng đồng thì vẫn được khuyến cáo là nên tiêm ngừa đi, tại vì cái rủi ro chết vì Covid nó lớn hơn cái rủi ro chết vì vaccine rất là nhiều. Không có ai mà chết vì vaccine đến cái mức đáng báo động, đáng lo ngại nếu có. Giới chuyên môn khắp nơi trên quốc tế đã ngưng và đã không triển khai và đã không cho dùng rồi. Thành ra cái độ an tâm là nó ở đó. Nhưng mà tuy nhiên thưa quý vị, không ai dám nói trước là trong 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc 50 năm sau chuyện gì sẽ xảy ra. Người ta không nói trước được. Mà người ta chỉ dựa trên những gì người ta quan sát trong thực tế, giữa một cái cơn đại hồng thủy chết người bị virus và một cái dụng cụ, một cái khiên để bảo vệ mình trước mắt mà đã khả dụng, khả tính và có cái tác dụng phát huy tới 90% trở lên, thì người ta khuyên mình dùng. Và dựa trên cái cơ sở là cái vaccine COVID này, quý vị nghe nó mới, nó 1 năm tuổi, nhưng mà thật sự là nó không phải mới, không phải là từ một cái con zero, từ một cái số 0 mà người ta đụng cái làm nên cái vaccine COVID, mà người ta đã dựa trên cái nền tảng nghiên cứu khoa học của những cái đời vaccine trước, cho những cái bệnh trước. Chẳng hạn như đối với COVID vaccine này thì nó dựa trên cái Ebola, cái vaccine cho cái Ebola trước đây rồi. Thành ra họ chỉ điều chỉnh, cải tiến thêm từ trên cái nền tảng khoa học đã có rồi từ trước, chứ không phải là mới mẻ. Mà 1 năm là đã có một cái loại thuốc để mà phòng ngừa bệnh đâu. Thành thử ra dựa trên những cơ sở đó mà họ yên tâm, họ khuyên dùng. Thì quý vị nào còn lo ngại thì quý vị nên tìm hiểu thông tin thêm để mình càng hiểu rõ, mình càng yên tâm. Bây giờ nói về vaccine người lớn, cái sự yên tâm này á, ở cái sự lo lắng này nó 1, nhưng mà đối với con nít thì nó sẽ là 10, thưa bác sĩ Định. Trong lúc này thì Mỹ đã bắt đầu cho sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi. Ngày hôm nay là 3 tháng 11 là đầu tiên.
những đứa em đầu tiên mà từ 5 tới 11 tuổi tại Mỹ được chích vaccine Pfizer rồi. Ở thế giới thì cũng có nhiều nơi, trong đó có Việt Nam cũng bắt đầu tiêm chích cho 17, 18 tuổi cho trẻ em. Thưa bác sĩ, lợi và hại vaccine nơi trẻ em, nói về liều lượng và nói về cái sự bảo vệ, thưa bác sĩ định cho tới giờ phút này. Trẻ em thì chỉ chích cái liều là 10 microgram, tức là 1/3 cái liều của người lớn. Và thì chích cũng như người lớn thôi, thì là Pfizer sau 3 tuần, Moderna sau 4 tuần. Nên mà đến giờ này thì trẻ em từ 5 đến 11 tuổi thì có Pfizer thôi. Tôi nghĩ vài tuần sau là sẽ đến Moderna. Nên nhớ ở nước Mỹ đó, trong vòng vài tuần, tôi nhớ vào trong tháng 10 đó, mà cái số lượng trẻ em mà bị dương tính nó lên tới cả triệu trẻ em đó. Mà số lượng trẻ em mà chết trên nước Mỹ này không phải là không có, gần 700 657 trẻ em đã chết vì COVID-19 rồi. Mà trong tương lai, nếu mà cái biến thể nó tiếp tục nó hoành hành đó, hoặc là biến thể mới đó, hoặc là trẻ em trở lại trường học nhiều, đi thi đấu tham gia thể thao, hay là những cái gì mà sinh hoạt văn hóa nghệ thuật và cộng đồng đó, thì khả năng các em chết sẽ nhiều lên. Ở thời đại dịch này, chúng ta cứ nghĩ đến tới mấy trăm ngàn, mấy triệu, chúng ta mới giật mình. Nhưng mà nếu mà cái trở lại tưởng tượng, không phải thời đại dịch, tưởng tượng mà có gần 700 trẻ em chết một cái bệnh nào đó trong một khoảng thời gian ngắn đó, đó là chuyện kinh khủng lắm chị. Chuyện đó là vô cùng to lớn. Nhưng mà khi mà trẻ em chết, đối với các cha mẹ, nó đều đau thương kinh khủng đó. Tóc bạc mà khóc, đầu xanh đó, đó là nỗi đau đớn kinh hoàng đó. Và cho nên bản thân tôi, cái người ta sợ thứ nhất là nó mới. Và nên nhớ, mới nhưng mà nó là mình tránh được cái đại hồng thủy, mình leo lên trên cái bon tàu để mình thoát chết trước cái đã. Rồi sau đó trên bon tàu có chuột chạy, hay là trên bon tàu nó lạnh quá, hay là trên bon tàu nó không có gối nằm, hay nó bị một cái gì đó là chuyện nhỏ tính sau. Trước mắt là cái đại hồng thủy, nước dâng lên, tsunami đó, mình phải leo lên bon tàu để mình sinh tồn trước cái đã. Thì cái này cũng vậy, chúng ta chích ngừa vaccine đi. Những cái biến chứng nào có thể xảy ra 5, 2 năm, 10 năm sau, chúng ta tính sau. Nhưng mà bây giờ chết được cái chết, còn hơn là chết. Chết rồi cũng làm sao thì còn nói gì được nữa. Cho nên bản thân tôi kêu các em nên chết. Gia đình tôi là các cháu đã chết hết rồi. Những người mà trong gia bệnh nhân mà trong phòng mạch của tôi đó, đa số là chết hết. Mình cũng khuyên các anh chị em, các cô dì chú bác về thúc đẩy cho các con em mình từ 5 tuổi cho lên là đi chích hết. Thưa bác sĩ, nhưng mà những cái phụ huynh viêm cơ tim đó là cái mà quan tâm hàng đầu. Tại vì các em mà từ 18 đến 12 đến 39 tuổi đó chị, chích vô cái khả năng nó bị viêm. Nhưng mà nên nhớ, viêm cơ tim đó có thể là tim đập nhanh hơn một chút xíu, đau một tí xíu, rồi sau đó nó qua, nó không có chết người, nó không có chết. Còn hơn là mình sau đó mình bị và mình có thể mất mạng. Còn hơn đó là mình không có chích, mình không có được đi học, mình không có được đi tranh thể thao, cạnh tranh về thể thao, hoặc là tham gia sinh hoạt văn hóa nghệ thuật xã hội, hay là cộng đồng, hay là nhưng mà thưa bác sĩ, ví dụ như người lớn á, thì họ nói rằng cái cơ thể của mình trưởng thành rồi thì nhiều khi mình mạnh hơn, đề kháng mình tốt hơn, mình vững vàng hơn so với những cái độ tuổi rất là nhỏ như vậy, từ 5 tới 11 nó còn quá yếu ớt non nớt, đề kháng cũng yếu, cái gì cũng non nớt cả, còn đang phát triển mà mình tiêm vaccine vô cho nó, nhiều khi người lớn thì không có ảnh hưởng gì ngay, hoặc là lớn lao hoặc là khốc liệt, nhưng mà đối với cái tuổi nhỏ như vậy đó thì lỡ nó có ảnh hưởng gì tới cái sự phát triển của các em hay không? Dạ, câu hỏi này giới chuyên môn tới đây trả lời như thế nào? Và chúng ta cần phải có một nghiên cứu mà nó đại trà, mà nó bề thế, mà nó có cái bề dài kích thước giống như là bên Israel đó. Tại vì cái đệ trình data của Pfizer cho các trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đó, nó không có nhiều. Tôi nhớ không lầm là 5.000 hay là 10.000 subject thôi. Cho nên mình cần có một cái nghiên cứu mà lên tới mấy trăm ngàn người mà ở bên Israel. Nhưng mà làm sao có được, làm sao mà mình recruit, mình đi tuyển mộ được cái số lượng lớn mộ được, tuyển mộ được mà cái nhóm trẻ em mà lên tới cả mấy trăm ngàn trẻ em, mà trong khi bản thân các phụ huynh đã ra nỗi lo sợ muốn con thôi, để khi nào nghiên cứu ra rồi tôi mới, chứ bây giờ đem con tôi ra, tại vì cái gì mà đụng tới con trẻ đó
mà có chuyện gì á, sự hối hận luôn, nó kinh khủng lắm. Mà cái sự mà chỉ trích mà lên án bởi ông bà hay là các chú bác hoặc là những người bạn bè xung quanh mình đó, mày ông bà đã giết con mình, cái đó họ sợ lắm, cho nên họ lúc nào lo, cho nên đấy tuyển mộ được các trẻ em để mà tham gia vào những nghiên cứu khó khăn vô cùng. Mà Pfizer, mà nên nhớ ngoài Pfizer 5 hay 10 ngàn đó, chúng ta có cái Moderna nữa, có J&J, có AstraZeneca nữa, có Sinovac, mà nên nhớ Sputnik và Sinovac bên Tàu bên Nga, họ chích cho trẻ em lâu lắm rồi, thấy không ạ? À? Đó thì bên đó mình không thấy các trẻ em bị chết nhiều hay là gì, chuyện gì xảy ra. Thì tôi nghĩ cái mình nhìn những nơi đó thì mình thấy không có sao hết trơn. Ok, đài Hồng Thủy tới phải nhảy lên cái bon tàu lên trước, lên nhảy lên cành cây trước, trên cành cây có con rắn hay là trên cành cây có con mọt hay gì đó nó cắn mình, sau này tính sau, trước hết là mình phải sinh tồn trước cái đã, Dạ, cảm ơn lưu ý bác vệ sĩ sinh Định. đưa Dạ. con mình. Dạ vâng. Trên thực tế thì tới nay chỉ có vaccine của Pfizer là được đồng ý ở Mỹ, được là Mỹ cho phép Từ sinh 5 đến mũi thứ 11 ba và và cho trẻ em từ 5 tới 11. Còn những cái vaccine khác ở Mỹ như Moderna, Johnson Johnson thì chưa chưa được chích mũi tăng cường mà cũng chưa được chích nơi trẻ con dưới 12 tuổi. Thì quý vị thấy là ở Israel thì nó khác rồi, tại vì ở Israel họ có cái cơ quan quản lý dược phẩm thực phẩm riêng của họ, thì họ có thể chích cái Pfizer đó cho lứa tuổi trẻ từ lâu rồi đó, Dạ. mũi thứ ba cũng từ lâu rồi, 14 tuổi trở lên là họ đã chích mũi thứ ba rồi. Nhưng mà ở Mỹ là cái nơi mà người ta luôn luôn đặt nhiều cái tiêu chuẩn bậc cao, tiêu chuẩn hàng đầu, nhất là về Dạ. cái lĩnh vực y dược đó. Thành ra là quý vị nhìn Mỹ thì quý vị sẽ thấy đó là một giống như là một cái tiêu chuẩn để cho mình yên tâm, mình dựa vào đó làm cái cơ sở để biết là cái tiêu chuẩn của thuốc men nó như thế nào, thì giới hữu trách ở Mỹ họ mới cho phép sử dụng. Thì hiện bây giờ chỉ có Pfizer là được tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên, và chỉ có Pfizer là được tiêm mũi thứ ba, chứ còn chưa có vaccine nào khác như vậy. Và trên thế giới thì ví dụ như là ở Trung Quốc thì tiêm cho trẻ con từ 3 tuổi, Dạ. Cuba, vaccine của Cuba tiêm cho trẻ con từ 2 tuổi, nhưng đó là Dạ. những cái vaccine mà không có những cái dữ liệu theo dõi nghiên cứu rõ ràng minh bạch để mọi người thấy được là cái lợi và cái hại tới đâu. Đã mình chỉ nói là những cái vaccine ở Mỹ với cái sự minh bạch rõ ràng, để mình dựa vào đó mình có những thông tin cho quý khán thính giả. Mà Cho ở Việt mình Nam, nói một điều, dạ. cái hệ lụy cho những người mà ngại ngần về mà chủng ngừa đó là họ không thấy được cái hiệu nghiệm của cái chuyện vaccine. Cho nên cái cuộc mà nói chuyện trên đài các bác sĩ nói nhanh quá mà không có lặp đi lặp lại nhiều lần, và không có sự quảng cáo mà giáo dục có tính cách mà đại trà mà rất là rộng rãi, cho nên nó tính cách rời rạc của bác sĩ này ông kia lên nói mà, nhưng mà nó không có một cái một, tôi nghĩ một đất nước nó phải có cái giống như quảng cáo buôn bán nữa, tức là mình phải nói cái hiệu nghiệm, mình phải khoe cái hiệu nghiệm của cái thuốc đó, đồng thời mình phải hù nữa, vừa khoe vừa hù, mà ít có người nào hù lắm. Các cháu trẻ đó, mà khi mà không chích vaccine chỉ biết chuyện gì xảy ra, thứ nhất cái long covid syndrome đó, có nhiều cháu bị rồi Hội đó, bị chứng mệt cho COVID đến kéo 6 dài. tháng 1 năm sau luôn, oải mệt đau nhức. Cái thứ hai các cháu có thể bị bản thân cái covid-19 nó gây ra viêm cơ tim đó, nặng hơn là cái phản ứng của thuốc chích ngừa, cái myocarditis của cái con đó, nó gây cho trái tim của các cháu đó nặng hơn nhiều và tử vong hơn nhiều là cái side effect Vaccine. của cái vaccine. Bản thân cái con đó nó cũng hại cơ tim của các cháu ghê gớm như thế nào. Cái thứ ba nữa là cái MSIS, tức là cái hiệu chứng mà viêm đa nội tạng đó, đó là cái cơ quan bên trong của mình đó, tim gan tỳ phế thận đó, nó bị viêm lên, gọi là multi system inflammation syndrome MSIS. Bởi COVID. Cái này không phải là acid mà là MSID MSIS tức là multi system inflammation syndrome, tức là cái lịch nó ghê gớm, chết người nhiều lắm, có phải mà trên nước Mỹ này có 5.200 trẻ em đang bị cái MSID đó, chứ không phải acid đó, ở đó. Cho nên mà vấn đề này không có quảng cáo, không có nói ra. Tôi nghĩ là cái một kế hoạch cộng đồng hiệu nghiệm, mình phải nói về cái hay của mình là cái vaccine nó sẽ hiệu nghiệm như thế nào, là có những số là, mà đồng thời phải hù nữa, phải nói hay và cũng phải nói hù nữa là
không chích sẽ bị những cái này. Nhưng mà tôi thấy người ta không nói, mà chính nói thật với chị Trà My á, mình ngồi chung với một bác sĩ đó, cái người bác sĩ bạn lắm đó, họ cũng không có để ý những chuyện gì xảy ra các trẻ em, tại vì bác sĩ đó tôi chỉ lo bác sĩ bệnh nhân các trẻ em người lớn thôi à, những người trên 18 tuổi thôi để ơi, còn cái chuyện nhỏ để cho mấy người bác sĩ nhi khoa họ biết. Mà trong cộng đồng đi Sài Gòn này đó, bác sĩ nhi khoa dưới lòng bàn tay chỉ có dưới 5 người thôi, nói ra người ta hỏi bác sĩ nhi khoa đây là họ chỉ biết 2-3 người là cùng à. Thì mà những người đó lại không có thấy lên đài tivi radio hay là một cái chương trình mà thọ truyền thông thông Tức tin là mà cái tác cộng đồng dụng nào của cái để mà chuyện nói quảng những điều bá đó không thấy nói đó. Cho nên bản thân tôi rất là hơi buồn và thất vọng, nhiều khi cảm thấy mình lẻ loi nữa quảng muốn bá về qua cái người ta sự chích hiệu thêm. nghiệm của vaccine, lợi và Dạ hại như thế nào. Thưa vâng bác sĩ Định, vâng người ta nói nhiều ở cái phản ứng phụ nơi trẻ em là viêm cơ tim, nhưng mà không mấy người hiểu viêm cơ tim là gì. Nghe có vâng cái tim nó sợ, viêm cơ tim nó là gì và cái sự ảnh hưởng ngắn hay dài ra sao, thưa bác sĩ Định, biết với là tư cách là cái phản ứng phụ của COVID vaccine. cái thịt tim của mình nó sẽ nóng lên, nó sưng lên, mà cả cái triệu chứng là mình cảm thấy nó hơi đau ngực, hít vô á thấy nó đau, hoặc là mình cảm thấy tim mình đập nhanh lên, và những lúc mà nằm xuống á là có thể mình thấy nó khó thở. Rồi khi mà mình nghe tim á, mình để cái ống nghe vô, mình nghe cái tiếng rột rạc, nó gọi là friction drop, mình nghe. Thì hoặc là mình thử máu, mình sẽ thấy cái độ sedimentation rate nó tăng lên. Còn điện tâm đồ đó mình sẽ thấy cái ST nó elevation, mình thấy cái segment mà là S, S lại T đó nó nhảy lên, mình nhảy lên đều cho tất cả các 12 lít nó nhảy lên đều hết, chứ không phải là chỉ có những Tức là cái nhịp cái tim nó đập nhanh hơn hả bác sĩ? nhanh hơn, đọc nhanh hơn, nằm xuống cái khó chịu hơn, cứ muốn ngồi dậy. Nhưng mà cái viêm cơ tim này có phải là một cái bệnh dễ chữa và dứt điểm được không, hay là nó sẽ là một cái bệnh lâu dài, hay là nó sẽ có những cái hội chứng kéo dài mà không chữa trị được và nó liên quan tới những cái khác về tim, nó có tai hại lâu dài hay không, thưa bác sĩ? Câu hỏi rất là hay. Những nghiên cứu này người thấy đó, cái side effect mà của vaccine mà làm viêm cơ tim nó nhẹ mà nhiều khi không biết luôn nữa. Nhưng anh bị COVID-19, nếu mà mình bị COVID-19 đó là cái con virus đó mà nó tấn công cái tim mình, mà viêm cơ tim do con virus chứ không phải do vaccine nha, là anh bị có thể tán mạng luôn, có thể chết luôn, và cái tim nó yếu đi, ejection fraction của nó còn có 10-15%, lúc đó phải, nếu mà không phải thay thay tức là transplant đó, tức là thay tim phải không ạ, à? Không phải ghép Dạ. tim đó, không có ghép tim đó là chúng ta là các cháu có thể chết luôn. Cái đó là viêm cơ tim thôi đấy nha, còn viêm thận, viêm gan, viêm phổi là multi system, tức là đa nội tạng đó, tức là hội chứng viêm đa nội tạng Do COVID. do COVID nha. Còn vaccine nó có thể gây ra nó nhẹ lắm, nhưng vấn đề cái khốn khổ nổi là cái tâm lý người ta đó, nghe cái side effect là ta sợ gây đầu, mà các bác sĩ ở đây và cộng đồng y khoa cộng đồng không nói lên, nếu mà không chích, nếu mà bị câu đó nó bị nặng hơn như thế nào, Nhưng mà cái điều những đó cái chúng phản ứng ta không phụ nhận mà lại. viêm cơ tim từ vaccine đó, thưa bác sĩ, từ bấy tới nay có dẫn tới những cái ca nào đáng tiếc hay là tử vong hay là nghiêm trọng hệ trọng không, hay là phần lớn là đã hồi phục, đã chữa trị được bằng thuốc men như thế nào? Cái trong mình không biết con số trong 657 mà các cháu ở bên Hoa Kỳ này mà chết, bao nhiêu cháu đã chết vì cái gọi là myocardial thì tức là cơ tim nó quỵ Viêm xuống, cơ và tim. cái ejection fraction là cái độ mà co thắt của cái tâm thất cái đó, cái buồng tim chính đó nó bị yếu đi, thay vì người ta phải squeeze ra khoảng 65 đến 75% cái thể tích máu trong cái buồng tim đi ra, mà nó ra khoảng chừng có 10-15%, rất là yếu, các cháu thường thường là không sống nổi. Thì mình xin lỗi, bây giờ mình không biết con số trong cái số 657 trẻ em mà đã chết vì COVID-19 bao nhiêu cháu đã bị cái viêm myocarditis, mình không biết. Ok, 657 tử vong nơi trẻ em, bác sĩ Định nói đó là số trẻ em tại Mỹ chết Tại vì Mỹ COVID. á, tại Mỹ á Dạ, bị chết vì COVID đó COVID hả? chứ không phải là vì cái phản ứng phụ vaccine gây viêm No, cơ no, tim no, nha no. quý vị. Dạ. No, no, no. Còn đối với những cái ca mà phản ứng phụ vì vaccine mà dẫn tới viêm cơ tim đó thì không thấy ghi nhận một ca tử vong nào hay là một cái ca nào hệ Chưa. trọng.
Chưa ảnh có một hưởng. ca nào bị vần rồi, không có. Và phần lớn thì cái viêm cơ tim này nó kéo dài bao lâu và can thiệp xử lý như thế nào, có dứt điểm không thưa bác sĩ? Viêm cơ tim mà do vaccine á, nhẹ, tự nhiên nó hết, không thấy một cái nào mà kéo dài đến bây giờ. Mà viêm cơ tim vì cái con COVID-19 á, thì một số, đa số, tôi nói đa số họ cũng sẽ khôi phục lại thôi, hoặc là uống Colchicine, hoặc là uống steroid, hoặc là uống những thuốc là naproxen, những thuốc mà chống viêm khớp này nọ, nhiều khi không cần làm hết nó cũng khôi phục. Nhưng mà xui cho một số cháu nào đó mà nó bị đến quỵ tim luôn đó, coi là mẹ họ có thể là cái cơ tim nó suy luôn đó, tức là cái chức năng mà của tâm thất cái mà nó còn có 10 15% đó, thay vì 70 70 75% đó, thì các cháu sống sống là cái bệnh nó lâu không biết bao lâu ạ. Có thể nó sẽ trở lại. Trong quá khứ có những cái con virus như Coxsackie A, Coxsackie B đó, nó gây ra bị suy cơ tim như vậy. Có thể 6 tháng, 1 năm, 2 năm các cháu sẽ khôi phục lại, cái cơ tim nó sẽ khôi phục lại bình thường. Có một số người sẽ suy luôn cho đến đến chết luôn. Cho nên mình không biết, chị. Dạ vâng. Và bác sĩ đang nói đó là cái suy cơ tim, cái viêm cơ tim do COVID nó khác với lại cái viêm cơ tim do phản ứng phụ của vaccine. Viêm cơ tim mà do phản ứng phụ của vaccine thì chưa có cái ca nào tới suy tim nặng nề cả, mà phần đông là cũng tự hồi phục sau một thời gian ngắn, có điều trị hoặc không có điều trị đối với trẻ em, thưa quý vị. Và cái viêm cơ tim này nó là một trong những phản ứng phụ của cái vaccine theo cơ chế mRNA, Dạ bao gồm Pfizer và Moderna. Còn cái vaccine mà theo cơ chế virus vector là của Johnson Johnson và AstraZeneca đó thì nó dẫn tới phản ứng phụ phần đông là bị huyết khối, bị máu đông. Thì nhưng mà so sánh giữa hai loại vaccine này, giữa vector, virus vector và giữa mRNA, thì như bác sĩ Định có nói là cái mRNA á, nó lúc đầu nó kích mạnh hơn, nó bảo đúng rồi. vệ mạnh mẽ hơn, nó hùng dũng hơn, nhưng mà Dạ. về đường lâu đường dài cái sự bảo vệ nó mai một nhanh hơn là cái vaccine virus vector như của Johnson Johnson. Cái sự bảo vệ nó kéo dài được lâu và nó gọi là bền sức, dai sức hơn, thưa quý vị. Tại vì sau 6 tháng tới 8 tháng người ta đo lại thì ta thấy Johnson & Johnson vẫn hiệu quả đều như vậy, còn trong khi Pfizer và Moderna thì có tụt xuống. Nhưng mà tuy nhiên đây là những cái cuộc nghiên cứu khác nhau rất là nhiều, không có một cái cuộc nghiên cứu nào mẫu số chung đâu quý vị. Nay Vâng. người ta nghiên cứu thế này, mai người ta nghiên cứu thế khác nữa, thành Dạ ra vâng. mình có thông tin tới đâu thì mình sẽ hiểu biết tới đó. Dạ bây giờ mình có thể trả lời cái câu hỏi, tại vì cái pin đó, cái battery có thể nó sắp hết. Nhưng mà mình xin nhấn mạnh về điều này. Cái mẫu số chung là như thế này. Có một mẫu số chung là cái Pfizer Moderna đó, tuy là nó sẽ suy giảm nhanh sau 6 tháng, 8 tháng so lại J&J. Nhưng mà cái bộ phận mà T cell miễn dịch mà do cái T cell chứ không phải là cái antibody nha, hoặc là cái loại mà antibody mà gọi là nó gọi là non neutralizing đó, tức là loại antibody khác nữa đó, nó là cái thành phần khác mà nó phòng chống virus hiệu quả vô cùng. Cho nên nó giải thích tại sao mà những người Pfizer Moderna đó sau 6 tháng 8 tháng tuy rằng cái antibody đó cái số lượng Kháng nó thể nó có hơi giảm thấp. đi nhưng mà nó vẫn có khả năng phòng chống những cái delta, cái severity, tức là không có bị bệnh nặng mà không bị Nặng. chết, tại vì cái T cell response nó rất là hùng dũng, nó Phản gấp ứng đôi từ tế bào T. tế bào T đó. Vâng, đó tức là cái kia là cái binh chủng mà bộ binh, còn cái này là cái là hạ thủy quân lục chiến, nó khác nhưng mà nó vẫn hùng mạnh sau 6 tháng 8 tháng. Cái tế bào T mà miễn dịch nó vẫn hùng mạnh, hoặc là cái thứ hai là non neutralizing antibody nó vẫn nhiều như thường, cho nên nó yếu cái Đó là đó nhưng mà nó vẫn mạnh cái này. cái kháng thể trung lập hóa virus đó quý vị, và Đó cái đúng tế rồi. bào T nó Dạ vẫn vâng. hùng mạnh sau 6 tháng tới 8 tháng đối với cái vaccine mRNA. Dạ vâng. Tuy là cái số kháng thể chung là nó có giảm sút theo thời gian, Dạ. còn đối với virus vector, cái dạng vaccine mà theo virus vector đó thì ban đầu nó không có kích mạnh, nhưng mà về lâu về dài nó giữ lâu hơn, phải không bác Đi sĩ? lâu Nó hơn. đều hơn. Trong lúc này có rất nhiều câu hỏi của quý khán thính giả thắc mắc, từ đầu chương trình Vâng. tới giờ Trà My xin phép Dạ được giải đáp vâng. cho quý vị Dạ. trước khi mình tiếp tục cái thông tin kế tiếp về nghiên cứu vaccine. Còn Dạ. tôi đã tiêm một mũi Johnson Johnson, qua 6 tháng mũi thứ hai Moderna, có tiêm mũi thứ ba Moderna luôn không thưa bác sĩ? Tôi nghĩ là nên chích mũi Moderna đó quý vị. Dạ. Có một điều là nếu mà quý vị có con nhỏ mà từ 10 10 12 đến 39 tuổi đó, mà nếu mà đã chích J&J rồi đó thì có thể nên tiếp tục chích J&J. Tại vì
cái khả năng có thể bị viêm myocarditis nó nhiều Viêm cơ hơn một tim. chút. Và có nhiều hơn chút thì nếu mà đã J&J, Johnson Johnson thì chích mũi mũi Johnson Johnson các cháu trẻ đó từ 12 đến 39 tuổi. Còn những người mà 40 tuổi trở lên cái khả năng mà bị vaccine mà nó gây ra viêm cơ tim á nó nhỏ lắm. Cho nên nếu mà chích thì nên chéo qua bên Pfizer Moderna đi. Tại vì cái khả năng nó tái tạo ra antibody đó nó nhiều hơn mấy chục lần luôn, 78 lần hoặc là 39 lần. Vâng. Ra antibody, bác sĩ nói đó là kháng Dạ thể. Ở Việt Nam thì không có Johnson Johnson lúc này, chỉ có Moderna, Pfizer vâng. và AstraZeneca cộng với vaccine của Trung Quốc, vân vân. Thì Dạ. dạ thì Pfizer và Moderna thì quý vị đây hỏi là con tôi đang ở Việt Nam đã bắt đầu cho chết 17, 18 tuổi đó, thì nên chọn loại nào là tốt? À, tôi vẫn nghĩ nếu mà được là chích Pfizer lại một đen à. Dạ. Dạ, tôi 49 tuổi đã tiêm hai mũi của anh, tức là của Astra. Vậy được bao nhiêu phần trăm bảo vệ, bao lâu thì tiêm mũi thứ ba và tiêm thuốc nào? AstraZeneca sau 2 mũi thì cái khả năng bảo vệ đó, cái con số nó có nó thay đổi theo từng cái bài báo khác nhau, những cái nguồn khác nhau, mà tôi nghĩ nó khoảng từ trên dưới 70% đó bác. Còn mình không nghe nói AstraZeneca phải chích mũi thứ ba, cho nên tôi không có câu trả lời. Mà mình biết Dạ. là mình chỉ biết ở bên Mỹ này thôi là Pfizer, mà Pfizer hiện giờ cho mũi thứ ba, Moderna và chắc chắn là sẽ chuẩn thuận cho mũi thứ ba. Còn Johnson Johnson họ đề nghị là nếu đã chích một mũi là nên chích mũi thứ hai. Cái mũi thứ hai nó không không gọi là booster nha, mà họ nghĩ là đó là một cái phải chích Để để đầy sẵn đủ. thành một cái chuỗi 2 mũi. À, Dạ. cho nên không được gọi là booster. Có thể trong tương lai là mũi thứ ba gọi là booster, là tiêm bồi, là tăng cường đó. Nhưng cái mũi thứ hai là mũi recommended. Anh đã chích mũi đầu rồi nên chích mũi thứ hai. Vâng. Dạ. Bác sĩ, tôi nghe mọi người nói tiêm vaccine Trung Quốc sau thời gian bị điếc và biến chứng về sau có đúng hay không? À, xin chị nhắc lại câu 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 nói đó. Vaccine Trung Quốc tiêm một thời gian bị điếc và bị biến chứng Bị về sau. điếc hả? Bị điếc. Điếc và biến chứng, Ờ. dạ có đúng không? À, cái Sinovac, Sinopharm đó mình không có nghiên cứu nhiều cho mình không biết chị, cho nên mình nhưng mình họ trên giấy tờ họ nói là họ cái hiệu năng nó cao lắm, trên 90% ghê gớm lắm, nhưng mà nó không có peer review. Cái gì mà không Tôi có kiểm phố chéo. kiểm kéo đó là thường thường nó không có đúng theo cái trình tự đó, cái tiến trình đó. Thì mình tới cái tuổi này rồi, cái gì mà nó phải rõ ràng, cái gì nó phải có kiểm chứng, nó phải theo cái khuôn Dữ khổ và liệu cái khoa quy học đo đạc, dạ trình. Cái và gì mà nó vaccine không có của là xin lỗi, tôi không tin. Tôi sống năm mấy tuổi, tôi kinh nghiệm nói cho tôi là như vậy. dạ vaccine của Trung Quốc, của Nga hoặc của Cuba đó thì không có những cái sự đo đạc thường xuyên, dữ liệu cập nhật, thành ra quý vị thấy là nó không được tin cậy bằng vaccine của Anh hay là của Mỹ, tại vì đặc biệt là vaccine của Mỹ là hàng ngày đều có bao nhiêu cuộc nghiên cứu nói về cái vaccine đó, đo được tới đâu, người nào biến chứng thế nào là ghi nhận hàng ngày và đo đạc kiểm chứng, cũng như là họ nghiên cứu lâu dài nữa, thành ra cái độ tin cậy nó cũng cao hơn. Dạ thưa bác sĩ, em tiêm vaccine Trung Quốc thì tiêm mũi thứ ba, hai mũi đầu là Trung Quốc rồi, mũi thứ ba loại nào, xin cho ý kiến. Nếu mà tôi chích Pfizer mà đây nào, mình nghĩ là chị đã trên 39 tuổi rồi phải không ạ? Thì nên chích Pfizer mà đây nào. Dạ, sau 8 tuần tiêm mũi đầu Astra rồi thì mũi thứ hai Pfizer được không bác sĩ? Tôi nghĩ là nên chích Pfizer, Tại vì bên Anh nó có cái nghiên cứu mà có những người bị thận đó, thì họ thấy là nếu mà chích mũi thứ hai mà dùng mRNA vaccine, tức là Pfizer Moderna đó, thì cái khả năng người đó sinh tồn đó, khả năng nó ít bệnh nặng đó, nhiều hơn là cái người chích mũi thứ hai là AstraZeneca. Cho nên bên Vương quốc Anh đó, thường thường họ chích mũi thứ hai là Pfizer Moderna. Thì hy Xin vọng hỏi là họ chích mũi thứ hai. có sự liên quan nào giữa thoái hóa khớp với vaccine Astra hay không? Không nghe nói vấn đề đó, không biết và không trả lời được. Tôi có đọc một số tài liệu nói rằng là khi tiêm vaccine COVID thì sau khi tiêm rồi bị nhiễm virus đó, thì tế bào nội mô mạch máu não bị giết chết, có đúng hay không? À cái À không, xin cái lỗi, đó cho mình đọc lại. Là hậu quả của những ai chưa tiêm là khi bị nhiễm á, thì sẽ bị cái tế bào nội mô mạch máu não bị giết chết, đúng không? Vì COVID nếu chưa tiêm. đúng đúng cái đó cái
cái ngoài não nha. À, cái đó là mạch máu não, là anh nói mạch máu tim. Não ạ. Không những mạch máu não, mạch máu trong toàn thể cơ thể chúng ta đều bị thay đổi hết, và nó đưa đến cái tình trạng gọi là DIC, tức là disseminated intravascular coagulopathy, tức là máu nó sẽ bị đi hai tiến trình, một là loãng, hai là nó đông lại, nó đi hai hai hướng đó, cho nên có khi mình chết chết vì chảy máu, có khi mình chết vì đông máu, gọi là DIC, tại vì sự thay đổi con virus đối lại cái nội mạc trong những cái động mạch đó, không chỉ động mạch não mà động mạch tim, động mạch vành tim và động mạch thận và động mạch ngoại vi đều có bị thay đổi, và đưa đến cái tình trạng là DIC, disseminated intravascular coagulopathy, DIC, và đưa đến có thể bị chảy máu mà chết, và có thể bị huyết khối mà bị stroke hoặc là bị heart attack mà chết, có thể đi Đột theo quỵ hai à. và vâng. Dạ, một là đột quỵ hay là bị cái cơn đau tim mà chết. Dạ Dạ. vâng. À, cho hỏi nếu bệnh tiểu đường tiếp 5 biến chứng nhiều bệnh nền có nên tiêm vaccine COVID không? Chắc chắn là phải lên chứ. Dạ vâng. Tại cái người những người mà bị tiểu đường đó, khi mà họ bị COVID đó, cái khả năng họ bị bệnh nặng lên máy thở và chết nhiều hơn người bình thường nhiều lắm. Những Ông người Sơn. cao máu, những người bị tiểu đường, những người béo phì và những người hệ thống miễn nhiễm yếu, những người mà mong manh mảnh khảnh, những người mà suy nhược, những người suy dinh dưỡng. Bệnh u xơ tuyến giáp và tử cung đã chích 2 mũi vaccine rồi có thể sẽ bị nhiễm COVID hay không? Nên chích mũi thứ ba, nếu mà chị muốn cẩn thận thì nên chích mũi thứ ba, tại vì như là cái cuộc nghiên cứu 728 ngày 321 người ở bên Do Thái đó, cái mũi thứ ba nó ngăn ngừa hơn cái người mà chích có 2 mũi lên tới 93% không phải vô bệnh viện, 91% không bị bệnh nặng, 81% không chết, cho nên nếu được chị đã nên chích hay là anh đã nên chích mũi thứ ba. Dạ, 8 tuổi bị suyễn thường xuyên, bị bệnh thường đi bác sĩ thở oxy, có chích vaccine COVID được không ạ? Bên đây các cháu như vậy đó nên chích, theo tôi biết ở bên Hoa Kỳ từ 5 đến 11 tuổi các cháu có bệnh như vậy thì càng nên chích nữa. Vâng. Dạ, xin hỏi tại sao sau khi tiêm bị rối loạn kinh nguyệt và bị rụng tóc? Sau khi bị suy tim hả? Không, sau khi tiêm vaccine á thì À. thấy là có rối loạn kinh nguyệt và thấy rụng tóc. Dạ. Ồ, rối loạn kinh nguyệt và đen tóc nó gây ra những cái rất là phức tạp, nói về hormone, nói về cái nội tiết tố, nói về những cái chất khoáng, chất điện phân, thì chị phải đi gặp một bác sĩ gia đình để họ làm những cái workup, tức là thử máu, là làm chụp cái thyroid, cái siêu âm thyroid, là hay là Bố tuyến cổ. bên biếu cổ và tuyến cận biếu cổ, tức là Tuyến giáp. theo thyroid đó, tuyến cận giáp đó, thì chị phải check hết những cái đó đi, loạt để tìm có những nguyên nhân gì khác không. Khi mình tìm không được, lúc đó mình có thể tạm thời đổ cho cái vaccine, tại vì có như thế có khi chị không chích vaccine mà chị cũng có thể bị những cái bệnh đó, nhưng mà tại vì chị vaccine đúng nó nhầm nó nghẹt Ngẫu gọi là nhiên không phùng thời đó, tài tài bất phùng thời, cái gì người ta nói đó, nó không có, nó xui là đúng lúc mình vaccine mình bị những đó, cho nên mình nghĩ là về trước hết mình phải đi gặp bác sĩ chuyên về cái tuyến nội tiết đó, endocrinologist, họ làm những nghiên cứu, tại loại trừ những khả năng những cái bệnh khác mà không dính gì tới vaccine mà gây ra bệnh rụng tóc và rối loạn những thyroid, là thyroid hoặc là những bệnh mà trong cái tuyến cái vùng chậu của chị, hoặc là bị stress, hoặc là nhiều thứ lắm, hoặc là thuốc chị uống nhiều vitamin A quá nó cũng gây ra rụng tóc, nhiều thứ lắm ấy. Nếu mà chị loại trừ những khả năng đó tương đối đó thì lúc đó mình có thể nghĩ đến là vaccine. Mà nhưng mà nếu chích là một bị vaccine đó thì phải chịu thôi, tại vì nó cứu mạng mình mà. Đại hồng thủy tới mình phải leo lên cây trước, cái đã lên đó có con rắn thì mình tiến sau. Vâng dạ vâng Phạm Minh Hiền đã chích một mũi Trung Quốc rồi, mũi 2 nên chích vaccine nào thưa bác sĩ? mũi thứ nhất là Trung Quốc, mũi thứ hai nếu mà được Pfizer lại Moderna. Vâng còn Tôi đã tiêm 2 mũi Pfizer rồi và nhiễm COVID khỏi 2 tháng nhưng vẫn bị nhói tim mệt, là bị gì? Tôi đã ngoài 50. đó thì cái chị đó có thể là bị hậu chứng, gọi là hậu chứng hậu COVID đó, thì có thể kéo dài 6 tháng 1 năm, cho nên phải đi gặp một bác sĩ và đi gặp một cái, nếu mà chị đó không ở một cái đất nước nào, thí dụ Hoa Kỳ đi, thì có những cái chủng cái clinic đó, mà nó chuyên trị về hậu COVID, thì chị nên đi gặp người đó, có thể là đang bị viêm màng tim lâu dài,
hoặc là bị máu đông trong phổi mà nó nhỏ, hoặc là người đó đang bị viêm màng màng phổi. Mình phải tìm ra nguyên nhân mà chữa cho nó đúng mức. Mà nếu mà tìm ra không được thì chắc là mình phải sống với nó 6 tháng 1 năm, hy vọng nó sẽ hết. Thời gian là liều thuốc nhiệm màu, cầu nguyện. Nhưng mà tốt nhất chị nên đi gặp bác sĩ chuyên về bị nhiễm, infectious disease, bác sĩ chuyên về bị nhiễm. Nếu mà người đó làm cho một cái chẩn y viện, tức là một cái clinic, Thì bây giờ Trà My đã bị mất cái đường truyền từ phía bác sĩ Định rồi. Không biết là quý khán thính giả còn theo dõi được trên đường truyền lúc này hay không. Không thấy cái số của bác sĩ Định hiện lên. Trà My nghĩ rằng là chắc là có trục trặc kỹ thuật trở ngại từ phía bác sĩ Định. Mong quý vị thông cảm. Chương trình của chúng ta nãy giờ cũng đã hơn 1 tiếng rồi. Thì Trà My mong là quý vị vừa chúng tôi trải qua 1 tiếng với rất nhiều những thông tin đầy đủ và bổ ích về vaccine mũi thứ ba, cũng như là vaccine cho trẻ con từ 5 tới 11 tuổi như thế nào. Chương trình của chúng ta tối thứ tư hàng tuần và với nhiều vị chuyên gia khắp nơi để nói về COVID, đặc biệt là trong đại dịch COVID này chúng ta chỉ bàn tới là đại dịch COVID và những cái vaccine tiêm chủng thôi. Thành ra quý vị vừa theo dõi, vừa cập nhật thông tin và vừa có những câu hỏi để được giải đáp nhé. Không biết bác sĩ Định đã trở lại với màn hình của Đài Voa chưa ạ? Trà My không nhìn thấy bác sĩ Định lúc này. Có lẽ là sẽ xin quý vị thông cảm mình chia tay nhau ở đây để hẹn gặp lại vào tối thứ tư tuần sau vì chương trình cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Có một số trục trặc kỹ thuật gần đây như quý vị biết là Facebook á, cũng có nhiều cái khi mà livestream nó bị trở ngại. Thì hôm nay thì tới lúc này thì Trà My đã không còn cái đường truyền của bác sĩ Định. Mong quý vị thông cảm và trở lại với chương trình tối thứ tư mỗi tuần nhé. Chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp của Đài VOA bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam hàng tuần như vậy để quý vị cập nhật những thông tin mới nhất, những cuộc nghiên cứu, những kết quả tìm hiểu được mới nhất trên thế giới về COVID cũng như được giải đáp những thắc mắc, những băn khoăn của mình liên quan đến bệnh COVID-19 để bảo vệ sức khỏe thật là tốt. Cảm ơn quý vị thật là nhiều và xin hẹn gặp lại vào tối thứ tư tuần sau. Và xin chúc tất cả quý vị giữ gìn sức khỏe thật tốt giữa mùa đại dịch này. Trân trọng kính chào.